con đang chính phủ tiến hành kiểm tra tại viện Bảo An, bộ thưa với lại các phóng viên cuộc này thì đến bây giờ là cơ bản hoàn thành xong, chuẩn bị trình và làm về cái nội dung mà phóng viên có đề nghị là để đưa cái kết quả bước đầu thì xin các phóng viên mà sau khi có chúng tôi có kết luận đó.